Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những clip mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 1 triệu token Firu. Đây là cũng là một cái chain của chó nữa các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video, mình bấm start chatbot nè bạn. Rồi các bạn bấm xào cho này góp nha bạn. Bấm nút chat. Vô Ngọc Anh không lách. Giờ đầu tiên các bạn follow tại Twitter nè các bạn. Rồi sau khi follow xong thì các bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn chia theo tweet bị giết game nè các bạn. Tăng dài các bạn mình vào các bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Tiếp tục cho anh tiếp kênh group nè. Rồi bấm nút chat nè các bạn. Rồi các bạn mới bán show này góp được nha các bạn. Get được 1 triệu token Firu. Rồi các bạn bấm vào mục submit tên nha các bạn. Token này sẽ lên sàn Uniswap. Tiếp tục thì bạn gửi lên đường link profile tại Twitter mình. Rồi bạn anh cùng nhấp vào mục hồ sơ nữa các bạn. Các bạn bấm vào bạn anh cùng các bạn chia sẻ nè. Các bạn sao chép đường link URL mình nè. Rồi các bạn gửi lại chatbot nè. Tiếp tục con join kênh group nè. Bạn join xong thì bấm done nè. Tiếp tục bạn gửi địa chỉ ERC20ETH trên giấy chocolate nha bạn. Trên các bạn copy địa chỉ ETH của mình nè các bạn. Các bạn gửi lại chatbot nha bạn. Rồi các bạn bấm balance đi chết số càng kiếm được nha bạn. Quýt giao. Ok, airdrop này nó sẽ quýt vào tiệc, nó phân phối vào ngày mùng 5 tháng 6 các bạn. Mùng 5 tháng 7. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình airdrop nhận 1 triệu token Firu đến đây cũng kết thúc nha bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.